Hello, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta chính là Hyundai Santa Fe All New vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Phiên bản thấp nhất 1 tỷ 069 triệu, phiên bản cao nhất 6 chỗ ngồi, có giá bán là 1 tỷ 365 triệu anh em nhé. Đây là thiết kế hoàn toàn mới của Hyundai Santa Fe All New với kích thước lớn hơn, thiết kế đẹp hơn, vuông vức hơn và trông nó cũng hầm hố hơn anh em nhé. Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe All New, em nó sẽ được trang bị đèn pha full LED với hai cụm LED trên dưới này. Đèn định vị sẽ có phong cách hình chữ H đặc trưng của những chiếc Hyundai thế hệ mới và một dải đèn LED chạy ngang. Lưới tản nhiệt chính ở phía trên này thì chúng ta sẽ được sơn nhựa màu đen này, đèn bóng anh em nhé. Và phía dưới chính là các cái khe hút gió. Hai cái khe hút gió chính này nó có thể đóng lại khi xe đỗ và chưa hoạt động, còn khi bật lên hoạt động cần luồng gió làm mát cho cái khối động cơ bên trong thì nó sẽ mở ra như thế này anh em nhé, như BMW anh em ạ. Có camera trước trong hệ thống camera 360 độ anh em này. Cản trước cũng được sơn màu đen kết hợp với các chi tiết cảm biến và hệ thống radar hỗ trợ các công nghệ lái xe nâng cao trên cao tốc và trong đường đô thị anh em nhé. Lưới tản nhiệt được sơn đen này. Cản trước cũng được sơn đen và nó tương phản với phần đầu của Hyundai Santa Fe All New. Đây các bạn nhìn cái giao diện mới của phần đầu trông nó đẹp thực sự luôn anh em ạ. Mình đánh giá rất cao thiết kế phần đầu cũng như tổng thể phần đầu của Hyundai Santa Fe All New anh em nhé. Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe sẽ dùng động cơ 2.5 lít tăng áp công suất là 281 mã lực và với phiên bản thấp hơn cũng là dùng động cơ 2.5 lít thì nó sẽ có công suất là 194 mã lực các bạn nhé. 194 mã lực và 281 mã lực. Phần đầu xe thì nó cũng sẽ có các cái ô nhỏ nhỏ ở đây và kết hợp với các chi tiết màu trắng nó tạo nên một cái giao diện trông khá là đẹp mắt anh em ạ. Và vòm máy trước nó cũng sẽ được làm mở rộng này, có một cái chi tiết khoét ở đây anh em này. Đấy, chi tiết khoét ở đây. Đây chính là bộ mâm của Hyundai Santa Fe All New phiên bản cao cấp nhất. Có giá bán là 1 tỷ 365 triệu đồng. Mâm này kích thước là 21 inch lốp 245/45. Đây chính là chiều ngang của Hyundai Santa Fe All New với thiết kế hoàn toàn mới, vuông vức và cứng cáp hơn cũng như tạo nên một cái không gian rộng rãi hơn cho nội thất bên trong xe. Mâm xe kích thước là 21 inch như mình đã giới thiệu trước đó rồi. Tại vị trí này chúng ta sẽ có logo Santa Fe này, như trên những chiếc xe sang các bạn nhé. Gương chiếu hậu với thiết kế đẹp mắt hơn, có camera hai bên trong hệ thống camera 360, dải LED bao rẽ nhỏ ở trên. Gương thì sẽ sơn trùng bọc ngoại thất ở phía trên và sơn nhựa đen bóng ở phía dưới. Tay nắm cửa thiết kế rất là to bản luôn, có vị trí mở ống vân tay này. Đây các bạn, tay nắm cửa không thiết kế phẳng mà được làm to bản như thế này trông cho nó khỏe anh em nhé. Với các chi tiết ở phía trên thì được sơn màu đen tương phản này, ví dụ như cột A, cột B này, có thanh dây trên mái này các bạn này. Và vị trí các bạn nắm để có thể bước để lấy đồ trên thanh dây trên mái, các bạn sẽ bám vào đây và bước chân lên cái bánh xe này để lấy đồ ở thanh dây trên mái một cách dễ dàng hơn anh em nhé. Đây là một chi tiết khác biệt này. Các phiên bản thấp thì nó sẽ không có cái này, chỉ có mấy phiên bản cao thì nó sẽ có cái vị trí tay nắm này thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 9,57 lít, ở trong đô thị là 14,16 lít và ngoài đô thị là 6,86 lít cho động cơ 2.5 lít tăng áp trên phiên bản cao cấp nhất này. Đây chính là cái bộ mâm kích thước 21 inch này các bạn này. 21 inch lốp 245/45 R21, mâm đa chấu sơn màu đen các bạn nhé, đa chấu sơn màu đen. Đây các bạn có thể quan sát chiều ngang của một chiếc Hyundai Santa Fe này, trông nó vuông vức và cái góc này anh em sẽ thấy là nó giống với một chiếc Land Rover Defender chứ anh em. Tổng thể chiều ngang của xe nó giống thực sự luôn. Đây chính là phần đuôi của Hyundai Santa Fe anh em này, với cái cụm đèn hậu mới này. Đấy, cụm đèn bộ mới mô phỏng hình chữ H giống như cái đèn định vị ở phần đầu xe đó anh em. Nhưng mà cái đèn hậu này thì nó sẽ kéo dài ra, thế nên cái chữ H này trông nó có cái bề ngang lớn hơn. Phiên bản 2.5T tăng áp dẫn động hatchback quen thuộc của Hyundai, có dòng chữ Santa Fe nằm tại vị trí chính giữa, logo Hyundai ở trên. Phiên bản này thì các cái chi tiết này sẽ được sơn đen anh em nhé. Phần cản sau cũng được sơn đen bóng này, đèn gầm này. Đây chính là cái hệ thống ống xả này, ống xả đơn đặt đối xứng hai bên, có trục da làm từ kim loại, có 6 cái cảm biến tại phần đuôi xe luôn anh em nhé. Camera lùi xuất hiện tại đây này, và đây là vị trí để các bạn có thể mở cốp sau của xe. Cốp thì là cốp mở điện. Đây là khi hàng ghế thứ ba sử dụng nó sẽ như thế này, và hàng ghế thứ ba gập xuống nó sẽ như thế này. Khá là rộng rãi và thoải mái cho anh em sử dụng nhé. Phía dưới này chúng ta cũng còn một không gian để đồ nữa anh em này. Đấy, còn không gian để đồ và các phụ kiện để các bạn có thể hỗ trợ hoặc là cứu nạn xe khi gặp sự cố. Đây chính là cái khoang chứa đồ để mình gập nốt cái hàng ghế thứ ba xuống nhé. Đây, mình gập nốt cái hàng ghế thứ ba xuống thì cái không gian chứa đồ nó rộng mênh mông luôn anh em ạ. Một chiếc SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của nhà Hyundai, thiết kế hoàn toàn mới. Hàng ghế sau cũng có cửa gió điều hòa và được điều chỉnh lượng gió này, cổng sạc dạng Type-C này, cổng sạc dạng Type-C ở bên này này, cửa gió này, cửa gió này. Đó các bạn nhìn đâu, khi gập hàng ghế thứ ba xuống thì nó rộng rãi cực kỳ luôn. Còn khi nhấc cái hàng ghế thứ ba lên, nhấc cái hàng ghế thứ ba lên, và đây chính là không gian sử dụng của xe.
Cái thứ hai theo dạng caption với hai ghế ngồi tách biệt nhau và có một cái lối đi ở giữa. Chúng ta sẽ thấy là cái ghế 3 này cũng được trang bị ghế ngồi đục lỗ thông hơi và cái khoảng giữa chân thì rộng rãi hơn rất nhiều so với thế hệ cũ rồi anh em nhé. Mình đã trải nghiệm và cảm nhận được cái sự rộng rãi của hàng ghế thứ 3. Bây giờ thì mình sẽ lên trải nghiệm luôn cho anh em xem này. Mình sẽ vào từ cái vị trí này này. Đây, sẽ đi vào từ cái lối đi ở giữa này. Và đây, không gian hàng ghế thứ 3 này anh em này. Đây, đã ngồi tại hàng ghế thứ 3 của xe. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó rộng rãi hơn hẳn so với đời cũ rồi anh em nhé. Rộng rãi hơn hẳn luôn. Thoải mái cực sự luôn. Cao 1m65, độ ngả của hàng ghế thứ 3 rất là ok. Từ đầu gối của mình lên đây còn khoảng 5cm. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi, hàng ghế thứ 3 rộng rãi. Đó, anh em yên tâm cho một chiếc SUV 7 chỗ ngồi Hyundai Santa Fe All-New chưa? Kích thước lớn hơn, phần đuôi được làm vuông vức, nó tạo nên một cái không gian rất rộng rãi tại hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 2, đặc biệt là với phiên bản 6 chỗ ngồi như này anh em nhá, 6 chỗ ngồi. Nhưng mà thực ra là cái hàng ghế thứ 3 này ngồi được 3 người này, các bạn có thể ngồi được 7 người trên đây. Cọc sạc dạng taxi này, cửa gió điều hòa, không gian để cốc, ô kính nhìn ra bên ngoài, cửa sổ trời phía trên, điều chỉnh lượng gió ở đây, cầu sạc taxi, không gian để đồ nhìn ra bên ngoài. Và các bạn ra bên ngoài cũng dễ, các bạn đi lối này cũng được, và các bạn ấn cái nút này để cho nó gập cái hàng ghế thứ hai này xuống đều được anh em nhé. Rồi, đó chính là cái hàng ghế thứ ba rất rộng rãi của một chiếc Hyundai Santa Fe All-New. Chi tiết khoang cabin của một chiếc Hyundai Santa Fe All-New phiên bản cao cấp nhất có giá 1 tỷ 365 triệu đồng tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Từ cái vị trí của mình chúng ta sẽ thấy là có một chiếc vô lăng được bọc da có lẫy chuyển số này. Trên này có các phím bấm để cài đặt các công nghệ hỗ trợ lái xe trên cao tốc, ví dụ như Adaptive Cruise Control, hay là các bạn cài đặt cái giữ làn đường này em này. Cái này là cái công nghệ mà khá quen thuộc trên những chiếc Hyundai rồi. Bên này có cái cụm để các bạn cài đặt những cái thông tin rất là quen thuộc như mode này, ra lệnh giọng nói này, yêu thích đàm thoại dành tay, tăng giảm volume. Em này có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng các bạn nhé. Bản cao cấp nhất là dùng động cơ 2.5 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa là 281 mã lực các bạn. Quá là mạnh mẽ cho một chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi dành cho gia đình. Với cái góc nhìn này các bạn sẽ thấy là em nó sẽ có hai chiếc màn hình 12,3 inch, nó được đặt trong một cái bộ khung cong cong và hướng về vị trí người lái. Trên này thì hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như tốc độ, vòng tua máy, hay là có cả la bàn, lượng xăng còn lại trong bình đi được bao nhiêu km, hay là đang ở chế độ lái nào. Em này thì sẽ có 4 triệu lái gồm Eco, Normal, Sport và MyDrive anh em nhé. Cùng với đó là có các cái điều kiện như Snow này, Mood và Sense này, các bạn có thể điều chỉnh thông qua cái nút ở bên này. Với phiên bản cao cấp nhất này cũng sẽ có HUD hiển thị trên kính lái. Rồi chia tay cái màn hình này, chúng ta sẽ đến với màn hình 12,3 inch. Nó sẽ tích hợp, ví dụ đây là bản trang chủ này, đây có bản đồ radio phương tiện, chiếu điện thoại ghi nhớ giọng nói này. Ở đây có chế độ yên tĩnh này, vào đây các bạn có thể kết nối được với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, hoặc là kết nối giải trí thông qua nhạc USB, các bạn video USB, các bạn có thể cắm USB để nghe nhạc hay là xem phim. Rồi tắt cái này đi. Ở đây chúng ta cũng có chế độ xe của tôi hay là chế độ khách hàng anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ có rất nhiều cái chi tiết xuất hiện ở trên trang chủ của cái màn hình này. Tất nhiên cũng sẽ có camera 360 độ, các bạn sẽ kích hoạt được cái nút ở phía dưới này. Đây chính là camera trước siêu rộng này, đây là camera sau này, đây là camera dạng 3D này. Đấy, các bạn có thể xoay xoay để kiểm tra này. Bây giờ cái công nghệ camera kiểu như này thì nó xuất hiện trên khá nhiều những cái mẫu xe từ xe Hàn, xe Nhật hay là những cái mẫu xe đến từ Trung Quốc này. Đây là top view này anh em này. Rồi, bỏ qua cái màn hình cảm ứng kích thước là 12,3 inch, nó sẽ được hơi xoay về vị trí người lái anh em nhá. Hệ thống điều hòa tự động của em nó là điều hòa chỉnh đây, điện tử ở đây các bạn này. Đấy, điều chỉnh ở đây. Điều chỉnh đường gió ở đây, nhiệt độ ở đây, nhiệt độ ở đây. Có thông hơi làm mát như ghế ngồi này, lấy ra trong, lấy ra ngoài, sấy kính trước, sấy kính sau hay là sấy vô lăng. Các bạn sẽ điều chỉnh trên một cái màn hình cảm ứng này. Trên có các phím tắt như Home, Maps, Media, Switch Check, Yêu thích hay là Setup này, điều chỉnh volume này. Với cái nút khởi động của em nó thì được làm khá là đơn giản. Một cái nút màu đen có nền chiếu sáng màu trắng anh em nhá. Cửa gió điều hòa, cửa gió điều hòa. Bề mặt này thì được trang trí nhựa sần sần đó anh em. Bên này thì được bọc da nữa này. Không gian để các bạn để đồ phía dưới này này. Trên này táp lô cũng được bọc da này. Phía dưới này anh em sẽ thấy là có đến hai chiếc đế sạc điện thoại không dây xuất hiện tại vị trí khoang cabin của Hyundai Santa Fe All-New anh em nhé. Hai cổng sạc dạng taxi, có một cổng có thể kết nối được với điện thoại thông minh này anh em này. Đó, hai cổng sạc dạng không dây đây anh em nhé. Đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc xe tại Việt Nam mà có đến hai cái cổng sạc, hai cái đế sạc điện thoại không dây được đặt liền nhau tại cái cụm điều khiển này. Ở phía dưới chúng ta có không gian để cốc này. Ở đây là chúng ta có một cái
gạt tàn thuốc lá hay là xì gà các bạn sẽ dùng ở đây và bỏ vào đây. Không gian này các bạn có thể để chìa khóa hoặc là đồ dùng cá nhân anh em nhá. Nó mất một không gian ở phía trên này, nhưng ở phía dưới lại có một không gian nữa và có một cái cổng sạc 12V dạng tẩu thuốc này. Một không gian để đồ khá là to ở dưới này nữa anh em này. HUD hiển thị chính lái, ghế lái chỉnh điện đa hướng nhớ hai vị trí. Ghế phụ thì chỉnh điện đa hướng không nhớ vị trí. Ở đây chúng ta sẽ có điều chỉnh ghế phụ từ phía sau này anh em này. Đó, đây là bề thì tay, phía dưới thì có một không gian để đồ. Phía trên thì có cửa sổ trời dành cho khoang lái và cửa sổ trời dành cho khoang sau anh em nhé. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của xe. Em này thì được trang bị loa Bose các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống hàng ghế thứ hai và khám phá em nó xem được trang bị những cái gì. Đây chính là không gian hàng ghế thứ hai của phiên bản cao cấp nhất trên Hyundai Santa Fe All-New tại trường Việt Nam. Ghế thứ hai là được thiết kế theo phong cách Capson anh em nhé, với hai ghế ngồi tách biệt nhau và có lối đi ở giữa để đi xuống hàng ghế thứ ba. Không gian sử dụng thì rất là ok, các bạn có thể trượt lên trượt xuống, ngả ghế một cách thoải mái và có bệ tỉ tay tại vị trí chính giữa như này. Ghế ngồi đục lỗ thông hơi, có được bọc da cao cấp anh em nhé, có vị trí gắn ghế trẻ em này. Với ghế ngồi như thế này thì các bạn có thể điều chỉnh được rất nhiều hướng, ví dụ như ngả cái phần tựa lưng ra này, nâng cái phần tựa lưng lên này, nâng cái phần dưới này lên này, hoặc là hạ cái phần dưới này lên này. Để trượt lên trượt xuống thì các bạn sẽ giữ cái nút này, sau đó các bạn sẽ trượt lên trượt xuống các bạn nhé. Mình một tay thì hơi khó, nhưng mà các bạn có thể trượt lên trượt xuống một cách rất là dễ dàng. Đây là không gian sử dụng này anh em này, rất là ok luôn. Và với hàng ghế thứ hai của Hyundai Santa Fe All-New sẽ có phiên bản 7 chỗ ngồi với ghế băng, sẽ có phiên bản 6 chỗ ngồi với hai ghế ngồi được thiết kế độc lập với nhau. Để vào hàng ghế thứ ba thì các bạn sẽ có hai cách, đó là đi vào cái vị trí giữa này hoặc là các bạn sẽ ấn nút ở đây để ngả cái ghế này hết cỡ xuống, chúng ta sẽ có lối đi vào một cách dễ dàng hơn. Ở trên chúng ta cũng sẽ có cửa sổ trời dành cho hai khoang sau, còn cửa sổ trời dành cho khoang lái là riêng. Vị trí thành cửa chúng ta sẽ có gì? Một không gian để chai nước này, một không gian để cốc hoặc là để đồ dùng cá nhân này. Trên này thì được ốp nhựa hoa văn trang trí này, vị trí kéo để mở cửa này, rèm che nắng chỉnh cơ nó sẽ xuất hiện ở phía trên này này. Ở đây chúng ta sẽ được bọc da này, vị trí để các bạn có thể đặt tay lên đây nhá anh em nhá. Đây chúng ta có sưởi ghế này các bạn này. Đấy, sưởi ghế ngồi các bạn sẽ điều chỉnh ở trên này này, lên xuống cái tống kính này, xịn sò cho anh em. Rồi, ở đây chúng ta có dòng chữ Santa Fe dập nổi trên cái bệ bước vào bên trong này anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá này. Đây chính là không gian sử dụng của Hyundai Santa Fe All-New với vị trí ngồi tại hàng ghế thứ hai, rất rộng rãi và thoải mái luôn anh em ạ. Đây, từ đầu gối mình lên đến tựa này. Đây chúng ta cũng sẽ có kẹp tài liệu này, móc treo đồ này, và nó cũng có mô phỏng cái đèn định vị phía trước của xe này. Ở phía sau này chúng ta có thể điều chỉnh được ghế trước các bạn nhé. Đây, ngả ra này hay là trượt lên để chúng ta có không gian rộng hơn này. Trượt lên này, trượt lên này. Đây chúng ta cũng sẽ có một cái, đây không gian để đồ khi các bạn kéo ra này. Đó, không gian để đồ trong này nhé, để tài liệu hoặc là đồ dùng cá nhân ở đây. Hoặc từ vị trí này dưới này chúng ta cũng có thể mở được cái bệ tỉ tay ở phía trên lên để lấy đồ đặt ở trong bên này. Nó mở được cả hai chiều anh em nhé, cả từ trên kia hất về đây hoặc là từ dưới này hất lên. Có cổng sạc dạng tai xì ở đây này, cổng sạc dạng tai xì đây này, rất nhiều cổng sạc và móc treo đồ phía trên này, và một lối đi để các bạn vào cái không gian hàng ghế thứ ba. Nói chung là với không gian này thì rất rộng và phù hợp với những ông chủ hoặc là khi các bạn chở bố mẹ đi chơi, chở vợ con đi chơi thì ngồi tại cái vị trí này nó sẽ thoải mái và rộng rãi với nhiều cái trang bị cao cấp hơn. Cửa gió điều hòa đây không có dưới này mà nó sẽ nằm ở trên này anh em nhé. Cửa sổ trời phía trên này các bạn này. Rồi, đó là không gian hàng ghế thứ hai của Hyundai Santa Fe All-New phiên bản cao nhất, giá 1 tỷ 365 triệu đồng.